Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều nay Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Minh Triết cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, gồm các ông Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi và bà Nguyễn Thị Anh Thảo, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Báo cáo với bà con cử tri Hòa Thọ Đông, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ cho biết, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, quyết định các vấn đề phát triển kinh tế xã hội và các chính sách đặc thù của thành phố trong nhiều nội dung quan trọng khác. Qua nghe báo cáo, cử tri phường Hòa Thọ Đông phấn khởi về sự phục hồi kinh tế xã hội cũng như việc thành phố thí điểm chính quyền đô thị. Đồng thời, cử tri cũng nêu nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, đề nghị xem xét, giải quyết. Trong đó đề cập nhiều là hiện có nhiều dự án chậm triển khai trên địa bàn quận Cẩm Lệ, nhất là các dự án giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đề nghị thành phố đầu tư bảo tồn di tích khảo cổ Chăm Phong Lệ, tăng cường xử lý xây dựng trái phép. Cử tri cũng đề nghị thông tin về việc thành phố mua kit test xét nghiệm công ty Việt Á, khắc phục việc thu gom rác thải còn bất cập, dẫn đến ô nhiễm môi trường khu dân cư. Ngoài ra, cần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn còn thưa thớt, dân cư tiềm ẩn tệ nạn ma túy và nhiều vấn đề dân sinh khác. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Minh Triết tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của bà con cử tri, đồng thời trao đổi thêm các vấn đề cử tri quan tâm. 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố đã từng bước phục hồi, đặc biệt du lịch có nhiều khởi sắc, thu ngân sách đạt sấp xỉ 70%. Dù gặp nhiều khó khăn sau đại dịch, tuy nhiên thành phố cũng sẽ cố gắng dành nguồn lực để giải quyết các vấn đề quan trọng đảm bảo dân sinh. Với cái kiến nghị của Hội đồng dân mà chúng tôi giám sát á, thì Hội đồng dân cũng thường xuyên đề cập vấn đề này và cũng đề nghị Ủy ban thành phố là luôn luôn ưu tiên bố trí cho giải quyết những công trình nhỏ, công trình dân sinh ở địa bàn. Cái số vốn cho các cái dự án dân sinh này là không thấp hơn các năm trước đây. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc để huy động nguồn lực phát triển thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng cho biết thành phố sẽ quan tâm nâng mức hỗ trợ cho lực lượng cốt cán ở cơ sở các phường xã. Với các cái chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban tắc mặt trận, thì hiện nay Ủy ban thành phố đang có tờ trình với hội đồng và chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ có cái chủ trương là nâng cái mức này lên theo mức tối đa của Nghị định 34. Nghị định 34 nghĩa là có nâng hệ số đó. Một số cái bí thư chi bộ là trước đây là 0,6 thì có thể lên 0,9, 0,8 tùy theo cái quy mô dân số của từng tổ dân phố, thì sẽ trình ở kỳ họp giữa năm này và sẽ có quyết định. Cái mức khoán hoạt động cho các cái hội đoàn thể, mặt trận các hội đoàn thể ở phường cũng sẽ tăng lên ở mức từ 1,4 đến 1,5 lần, hiện nay đang dự kiến như thế. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo các ngành đơn vị liên quan có phương án xử lý đối với các dự án hiện còn chậm triển khai. Đối với việc mua kit xét nghiệm Việt Á thì hiện các cơ quan chức năng đang thanh kiểm tra và sẽ sớm thông báo kết quả. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và phường Hòa Thọ Đông khẩn trương rà soát các kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực để sớm giải quyết dứt điểm, đảm bảo đời sống người dân.